Anh chị và các bạn thân mến, thưa anh chị và các bạn, trong buổi sáng hôm nay, Tự Doanh Chứng Khoán có lướt qua một số trang web trên thế giới. Tiêu biểu là một bài viết trên trang Bloomberg, thì có một bài viết nói về trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc. Thì bài viết nôm na có nội dung là rất nhiều các cái doanh nghiệp tại Trung Quốc thì đang nộp đơn xin được bảo hộ phá sản hoặc là nộp đơn kêu cứu với chính phủ của Trung Quốc về cái việc là khả năng không thể trả được nợ trái phiếu. Thì nhân tiện có cái câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp của Trung Quốc trong cái giai đoạn 4 năm gần đây phát triển rất là mạnh, dẫn tới các cái khoản nợ trái phiếu của các doanh nghiệp cũng như của chính phủ Trung Quốc thì ngày càng lớn và vượt ngoài cái tầm kiểm soát của chính phủ nước này. Thì nhân tiện cái câu chuyện của người Trung Quốc thì chúng ta hãy nhìn nhận lại cái thị trường nợ của Việt Nam, đặc biệt là cái thị trường nợ chung và dài hạn, tiêu biểu là thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán. Thì chúng ta hiện tại thì chủ yếu nước Việt Nam chúng ta thì chủ yếu là trái phiếu của chính phủ và trái phiếu kho bạc nhà nước. Hiện tại thì các cái trái phiếu của doanh nghiệp thì có nhưng mà còn đang rất là hạn chế. Có lẽ trong những năm sắp tới thì chính phủ sẽ có phần nào đó thúc đẩy hơn cái thị trường này, nhưng trước khi thúc đẩy thì chúng ta cũng cần phải có một vài cái câu chuyện cùng muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn để chúng ta nhìn nhận đúng hơn, hợp lý hơn về cái thị trường nợ dài hạn này. Thưa với anh chị em và các bạn, thì cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ năm 2000, một câu chuyện khác vào năm 2017, năm 2018. Và đặc biệt là trong năm 2017, đó chính là câu chuyện phát hành cổ phiếu tăng vốn hoặc là phát hành cổ phiếu chia tách với cái khối lượng rất là lớn. Nếu như anh chị em và các bạn là chúng ta làm một cái phép tính đầy đủ về cái số liệu thống kê những cái doanh nghiệp trong cái giai đoạn năm 2016, năm 2017 và nửa đầu năm 2018 đã phát hành cổ phiếu lần đầu hoặc là phát hành cổ phiếu chia tách, phát hành cổ phiếu để giữ lại cái phần thặng dư lợi nhuận để phát triển hoạt động kinh doanh, thì chúng ta mới thấy được một câu chuyện, đó là số lượng, khối lượng các cái cổ phiếu được phát hành thêm thì rất rất là lớn. Đây là một trong những cái nguyên nhân, ngoài những cái nguyên nhân gọi là chủ quan ở phía ngoài tác động tới chúng ta liên quan tới những cái diễn biến bất thường của thị trường chứng khoán thế giới, những cái chính sách, những hoạch định, thì chúng ta phải làm rõ, phải đọc rõ hơn cái nguyên nhân sâu xa trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại sao cái giai đoạn vừa qua lại có những cái việc mà giảm điểm và giảm một cách bất thường, trong khi điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn còn khá là tốt, khá là tích cực? Thì chúng ta phải kể đến đó là cái lượng cung hàng, cung cái lượng cổ phiếu lên thị trường thực sự là rất là nhiều. Theo cái số liệu thống kê không đầy đủ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể thưa với anh chị em và các bạn là cái nhu cầu, và đặc biệt là những cái nhu cầu của các tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, cộng với cái nhu cầu lớn dần đều từ năm 2015 tới năm 2018 của các nhà đầu tư trong nước, thì không đủ để đáp ứng được cái lượng cung hàng, cung cổ phiếu do phát hành thêm của các doanh nghiệp. Tiêu biểu là năm 2016 thì nửa đầu 2017 thì các doanh nghiệp ngành thép là chia tách rất nhiều lần và tăng cái khối lượng cổ phiếu lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, thì số lượng cổ phiếu tăng lên rất là đột biến. Tôi lấy tiêu biểu ví dụ như Hòa Phát thì giai đoạn 2016 thì số khối lượng cổ phiếu chỉ đâu đó khoảng tầm 500-600 triệu cổ phiếu thôi, nhưng nếu anh chị em và các bạn xem lại thì sẽ thấy là hiện tại thì số khối lượng cổ phiếu của Hòa Phát là rất lớn. Rồi Hoa Sen, rồi sau này giai đoạn 2017 thì đến các công ty như là Hòa Bình, Cô Tích Công, rồi tiếp theo những cái doanh nghiệp nối tiếp nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản thì huy động chia tách bằng cổ phiếu là vô tội vạ trên thị trường.
thì dẫn đến cái nguồn cung cổ phiếu thì nó quá lớn, nó vượt qua cái nhu cầu. Và đặc biệt các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chứng khoán, các công ty chứng khoán thì đi tìm, cũng dành rất nhiều thời gian để đi tìm các đối tác nước ngoài để có thể là hấp thụ hết cái nguồn nhu cầu, tức là hấp thụ hết cái lượng cổ phiếu đó. Nhưng mà các đối tác nước ngoài họ cũng rất là thông minh và rất là khôn. Họ chỉ tìm kiếm những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cam kết hoạt động bền vững cũng như là cái tỷ lệ chia tách ở mức độ phù hợp thì họ mới đầu tư. Còn lại thì rất nhiều những cái doanh nghiệp mà chia tách hay là phát hành thêm để giữ lại thì rất là họ họ rất hạn chế đầu tư và hạn chế giải ngân, dẫn đến nguồn nhu cầu không đáp ứng. Thì từ cái việc mà cung vượt quá cầu thì thị trường của chúng ta về nội tại thì nó giảm, mặc dù nền kinh tế vĩ mô vẫn tốt. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái công tác quản lý của cái việc mà phát hành thêm này thì các ông chủ có thể đưa ra những cái kế hoạch, những cái hoạch định, những cái chiến lược để có thể phát triển. Nhưng sau khi phát hành thêm thì cái bộ phận giám sát để mà thực thi cái việc liệu các ông chủ có thực hiện đúng những cái gì mà mình nói, mình làm theo kế hoạch hay không thì nó lại là một cái câu chuyện khác, thì chúng ta cũng cần phải xem xét để đưa ra được cái kết luận đúng hơn. Cái vấn đề thứ ba là thưa với anh chị em và các bạn là trong nửa cuối năm 2017, đầu năm 2018 thì cái lượng cổ phiếu được đẩy lên bằng việc là IPO, tức là cổ phần hóa lần đầu của các doanh nghiệp, ví dụ như HD Bank, ví dụ như Vietjet, ví dụ như là CB Bank, VB Bank, rồi các doanh nghiệp khác, ví dụ như những công ty mà mẹ đẻ thành con, đẻ thêm con, ví dụ như là Vincom thì đổi đẻ thêm Vinhome, rồi rất nhiều các doanh nghiệp đẻ thêm những doanh nghiệp con để đưa lên sàn. Thì câu chuyện mẹ con, câu chuyện sở hữu chéo, nó là câu chuyện muôn thuở của chúng ta, và nó làm cho cái khối lượng, cái hàng hóa trong cái thị trường này thực sự theo một cái góc nhìn khác thì có thể gọi là đa dạng hơn. Nhưng ở một cái góc nhìn mà ở một cái chợ quê thì nó lại là một câu chuyện cần phải xem xét. Thì từ câu chuyện đó, câu chuyện về cái thị trường vốn dài hạn là khi phát hành cổ phiếu thì cũng là vốn dài hạn, thì chúng ta nói thêm một cái góc cạnh khác, đó là phát hành trái phiếu. Phát hành trái phiếu thì hiện tại chúng ta như đầu video chúng tôi nói là chỉ trái phiếu của kho bạc và trái phiếu của chính phủ thôi. Nhưng sắp tới đây và đã có ví dụ như Masan, ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ Vincom, một số doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp rồi. Thì cái việc kiểm soát các cái vấn đề này thì như thế nào? Và nếu như mà để cho cái việc phát hành trái phiếu một cách vô tội vạ thì nó sẽ dẫn đến những cái nghịch lý mà chúng ta cần phải học hỏi các thị trường khác. Đặc biệt là cái thị trường rất là cận chúng ta, đó là thị trường Trung Quốc, thì sẽ thấy được là những cái nghịch lý của câu chuyện khi phát hành trái phiếu mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp lại cái lãi trái phiếu và dẫn đến những cái rủi ro rồi sẽ gặp phải trong cái quá trình đáo hạn trái phiếu, và nó dẫn đến những câu chuyện liên quan tới những cái cam kết ngoài lề liên quan tới giá cổ phiếu trên sàn theo cái cam kết phát hành trái phiếu. Và một số vấn đề khác nữa thì nó khá là chi tiết, thì chúng tôi chỉ nói nông nông qua như vậy để anh chị em và các bạn có thể mường tượng được và để nắm được rằng là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát triển. Nhưng khi phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nữa thì cái lượng tiền của các nhà đầu tư hiện hữu sẽ bị hút về cái thị trường trái phiếu này cũng là rất là lớn. Thì anh chị em và các bạn lưu ý thật kỹ, những cái đợt phát hành trái phiếu, phát hành của doanh nghiệp là rất lớn gần đây. Rất nhiều doanh nghiệp đang có những cái việc mà phát hành trái phiếu, mà đặc biệt một cái trái phiếu mà anh chị em và các bạn cũng rất cần phải lưu tâm, đó chính là trái phiếu doanh nghiệp nhưng mà có khả năng chuyển đổi, tức là trái phiếu có quyền chuyển đổi. Thì khi trái phiếu này đến ngày đáo hạn, giá cổ phiếu ở trên sàn vẫn được duy trì ở một mức giá hợp lý thì trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu. Đây cũng là câu chuyện của một cái nguồn cung rất rất lớn sẽ đổ tiếp lên thị trường trong những năm sắp tới, thì chúng ta cũng cần phải xem xét đánh giá lại cái câu chuyện này. Và đây là cái nguồn cơn, cái nội tại của cái thị trường chứng khoán gây ra những cái gọi là dịch chuyển trong ngắn hạn, nó sẽ là không thể giải thích được về mặt nguyên lý, về kinh tế vĩ mô hoặc là doanh nghiệp, mà nó liên quan nhiều đến cung và cầu của thị trường. Thì một vài cái chia sẻ như vậy tới anh chị em và các bạn, mong rằng những cái chia sẻ tổng quan anh chị có thể nghiên cứu thêm để phát triển thêm cái góc nhìn về thị trường dưới góc nhìn phát hành cổ phiếu, gọi là cái bẫy phát hành cổ phiếu vô tội vạ hoặc là phát hành
trái phiếu doanh nghiệp một cách thiếu kiểm soát, nó gây ra những cái tác động lên thị trường chứng khoán, và đây có thể sẽ là thảm họa của thị trường chứng khoán, và nó đã hiển thị lên thị trường chứng khoán của Trung Quốc trong những năm vừa qua. Nếu anh chị em và các bạn nhìn lên biểu đồ giá cổ phiếu, giá của chỉ số Shanghai hoặc là chỉ số Hồng Kông trong biểu đồ tháng, thì chúng ta thấy nó gây ra những cái tác động. Nó bản chất câu chuyện nó là cái khủng hoảng của nợ, khủng hoảng nợ. Nó nợ ngân hàng thì là đó là những cái khoản nợ gọi là trực tiếp, còn nợ trái phiếu hoặc là phát hành cổ phiếu là những khoản nợ dài hạn, và nó có những cái tương tác gọi là gián tiếp lên cái nhu cầu và lên cái tác động giá lên cổ phiếu. Kính mong quý chị em và các bạn có thể cho những video này một like. Đừng quên là đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới mà nhóm chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những cái vấn đề, những cái chủ điểm hay hơn, hấp dẫn hơn trong thời gian sắp tới. Mong anh chị em và các bạn share video này và đăng ký kênh. Thân ạ, chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.